Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại có dịp là mình thổi bong bóng à, thấy có thấy ba không? Thấy đúng không? À, hôm nay là sinh nhật của bạn Mon nhà mình, nên mình có thể giỏi thổi bong bóng và mình muốn làm lại cái clip là thổi bong bóng bằng bằng bô xe các bạn. Bằng bô xe. Nổ máy thấy chưa? Giờ không có gì được bóng nè. Thử nha. Còn một hồi nóng mưa không ta? Đấy, giờ bà cái ống hút trà sữa. À này nóng không bà? Ông hút trà sữa. À cái bô này nóng rồi. Ủa cái bô này nó yếu hơn cái bô kia vậy ta? Thì nó không kín. Kín hơi. Đèn khùng chứ. Cái đèn khùng chứ này. Đây. Rồi. Mình thấy cái con khủng long này nè các bạn ơi. Cái xe kia nó yếu quá không thổi được rồi. Vui không? Vui quá. Chưa? Đúng rồi.
không? Điện thoại thử đây. Đây, điện thoại giùm thử đây. Được không? Cho một cái thử thử mà. Nè, đây nè. Điện thoại thử cho bà nè. Tiếp đi nè.